Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Muội Audio. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Hôm nay, muội sẽ review tiếp phần 223 của bộ truyện Phế vật 3 năm lột xác trên con đường trở thành cường giả ở tập trước. Dương Khai sau khi trở về nhận lệnh giúp đỡ xích Hỏa Quân ở Mậu Ngũ vực, chỉ cần anh xuất hiện tất cả mặc tộc đều phải nằm xuống hi hi. Hắn đại náo long trời lở đất ở Mậu Ngũ vực, một lúc giết chết 8 vị Ngụy Vương chủ, chưa dừng lại ở đó còn tiến đến bất hồi quan phá phách không ngừng sau cùng không nhịn được mà hai vương chủ của mạc tộc lúc này là mana cùng mạc vực đành phải nhường bước xin hòa hãy cùng muội đón xem anh khai sẽ ăn thịt mạc tộc như thế nào nhé bất hồi quan dương khai ngươi muốn làm gì hả hề hề có gì đâu nạ hai tộc nhân và mạc huyết hải thâm thù không đội trời chung trừ phi chính là ngươi giết ta hoặc ta giết người những năm nay nhân tộc chết trong tay của cường giả mạc tộc các ngươi còn ít hay sao ta chẳng qua chỉ là giết một ngụy vương chủ mà thôi sao phải bày ra dáng vẻ như vậy cái gì hả? Một người ư? Bên mộng ngũ vực có đủ 8 vị ngụy vương chủ chết trong tay của người đó. Sắc mặt của Manaza vô cùng dữ tợn, nhìn qua có thể thấy là hắn đã bị anh khai chọc cho tức đến nhường nào. Nhưng Manaza là một người thông minh, hắn cố gắng kìm nén nút cơn giận vào trong bụng hít một hơi thật sâu, ngươi đột nhiên dừng lại nơi này. Không lẽ chỉ là vì kể khổ vài câu đấy chứ, nói thẳng vào vấn đề luôn đi, Hải Phòng không thích lòng vòng. Hửm, Ây Dô, mặc tộc bây giờ là do ngươi nắm giữ đại quyền rồi ư, thống trị của mặc vực cũng bị ngươi lật đổ rồi à mặc vực đó là lão bài vương chủ manaza ngươi mặc dù tấn thăng lên vương chủ nhưng vẫn là một hậu bối mặc vực à sao ngươi có thể để cho một hậu bối cưỡi lên trên đầu của ngươi tác oai tác quái như vậy chứ như vậy là không được ta lấy danh hiệu công lý của siêu nhân gao phán xét như thế là không được nhưng đối lại với sự mong chờ của dương khai mặc vực chỉ thở nhẹ rồi im lặng không nói câu nào ha ha dương khai lời khiêu khích này của ngươi đừng có nói nữa Mặc tộc không có nhiều kẻ lừa đảo như nhân tộc người đâu. Nếu như ngươi nắm giữ quyền, thế thì cũng tốt. Chúng ta đều là người quen, đều biết rõ về đối phương. Ai cũng không chịu thiệt thòi với ai. Thôi thì ta nói thẳng luôn vậy. Hôm nay ta đến đây chính là muốn làm một cuộc làm ăn với mặc tộc của các người. Làm ăn sao? Làm ăn gì? Không lẽ là lại muốn lừa ta nữa đấy chứ? Ngươi mà cũng có hai từ làm ăn với mặc tộc chúng ta sao? Đừng thấy ta đen mà lừa ta nhé ta muốn từ chỗ của bất hồi quan đưa đi một thứ, hy vọng mặc tộc các ngươi có thể biết điều một chút. Là thứ gì hả? Dương Khai chỉ ngón tay về phía sau Manaza, hắn ngơ ngác nhìn theo, là mặc xào ư, ngươi muốn mặc xào làm gì chứ hả? Mặc xào là căn cơ của mặc tộc, có tác dụng gì đối với nhân tộc chứ? Ngươi hiểu lầm rồi, ta cần mặc xào làm cái gì, ta cần đó chính là thứ ở dưới mặc xào. Manaza nghe vậy có chút giật mình, nhưng rồi như nghĩ tới cái gì hắn liền nở một nụ cười lạnh, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ đấy nhỉ. Thứ ở dưới mặc sao, chẳng lẽ là quan ải ư? Năm đó viễn trinh quân của nhân tộc ở bên ngoài sơ thiên đại cấm thất bại, bất đắc dĩ phải rời khỏi sơ thiên đại cấm. Sau khi một phần quan ải bị đứt, tử thương nghiêm trọng nặng nề, đến ngay cả quan ải cũng tổn thất không ít. Trước mắt quan ải còn sót lại ở bất hồi quan có lẽ chỉ có một nửa của năm đó, hơn nữa đại đa số đều là nát bét rồi. Từng tòa hùng quan này đều là tiên hiền cổ lão của nhân tộc để lại, mỗi một tòa hùng quan đều là bí bảo tập hợp tấn công và phòng ngự. Thoái mặc đài chính là mô phỏng ra những quan ải này, nhưng mà nếu thật sự so sánh, thể lượng của thoái mặc đài không so được với bất cứ một tòa quan ải nào, ở trước hùng quan thật sự khác biệt giống như cháu trai và ông nội vậy. Sao rồi hả? Ý kiến các người thế nào? Thứ này nếu thật sự cho Dương Khai cũng không sao, nhưng nếu như là kẻ địch, sao ta có thể dễ dàng đồng ý với tên tiểu tử này chứ? Ha ha, người muốn. Dương Khai giọng nói trở nên rét lạnh, một tòa quan ải, ta chỉ muốn một tòa quan ải. Ta có thể để cho các ngươi đem mặc xào di chuyển đi, các ngươi đồng ý cũng tốt, nếu như không đồng ý thì, không thèm nói hết, Dương Khai nắm đấm siết chặt lại, thiên địa vĩ lực điên cuồng tràn ra dung nhập vào nắm tay. Ngay lập tức dưới chân Dương Khai một cột đất lớn ầm ầm chui lên dựng thành một cái cột cực lớn, dù sao ta cũng rảnh rỗi không có gì làm. Cứ cách và ba hôm sẽ đến thăm các ngươi một lần, hy vọng các ngụy vương chủ của ngươi thích bia mà ta tạo ra cho bọn họ. Ngươi, mana ra tức nghiến răng mà không làm gì được, còn anh khai của chúng ta thì ngược lại rất thích điều này. Nếu như trước đây Dương Khai đưa ra yêu cầu như vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không đồng ý, nhưng mà trận chiến của hai tháng trước. Quan ải có thể cho ngươi, nhưng mà ta cũng có một yêu cầu. Một nghìn năm, trong một nghìn năm Dương Khai ngươi không được quay lại bất hồi quan nữa. Cái gì cơ, hô hô, Bây giờ người có cần đi ngủ một giấc không? 10 năm, trong 10 năm ta sẽ không đến bất hồi quan nữa. 900 năm đi, ta thấy các ngươi vẫn có chút hiểu lầm đối với tình hình hiện tại nhỉ. Ta không nhất định là muốn lấy đi cái gì, nhưng mà ta có thể đến bất hồi quan bất cứ lúc nào, cho phép các ngươi 10 năm là thành ý lớn nhất của ta, đừng có được vòi đòi tiền. Dương Khai, nhân tộc có một câu nói thường đi bộ bên sông làm gì có chuyện không ướt giày, cũng không phải là giết không chết, huống hồ sau này chúng ta có phòng bị. Ngươi có bao nhiêu cơ hội có thể đắc thủ chứ, quả nhiên không dễ bị lừa. 30 năm, trong 30 năm ta sẽ không đến bất hồi quan, đây cũng là giới hạn cuối cùng của ta, nếu như Mặc tộc không đồng ý, thế thì không cần phải nói nữa. Manaja định tiếp tục trả giá nhưng đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của anh Khai, trước khi mở miệng phải nghĩ cho rõ, phàm là nhảy ra một chữ không, ta sẽ xoay người rời đi. Manaja rơi vào trầm ngâm, cả đại quân Mặc tộc cũng đều rơi vào trầm ngâm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngươi lấy một tòa quan ải, trong 30 năm không được hiện thân ở bất hồi quan, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa. Yên tâm, ta và ngươi đã từng giao tiếp nhiều lần như vậy, có lần nào mà thất hứa chưa hả? Quan ải của nhân tộc để lại tổng cộng là 49 tòa, ngươi muốn lấy tòa nào? Dương Khai im lặng quan sát một vòng, sau đó là cất người hướng về nơi sâu đại danh của Mạc tộc bay đi. Một lúc sau, hắn bay đến phía dưới một tòa quan ải liền dừng lại, chính là nó. Thuần Dương, đây có lẽ là Thuần Dương quan đúng không nhỉ? Dương Khai tiến vào bên trong quan sát tình trạng hiện tại của quan ải. Cùng lúc đó phía sau lưng một đám mặc tộc cũng đồng thời đáp xuống, ta chỉ nói một lần, di chuyển mặc xào của các ngươi đi. Đám mặc tộc này đâu có thèm nghe Dương Khai nói gì chứ, bọn hắn nhìn bóng lưng kia chỉ muốn chớp cơ hội lao đến cắn xé thịt Dương Khai. Có vài tên không nhịn được muốn ra tay thì bất chợt mana ra xuất hiện ngăn lại. Chuyển đi, ta muốn nhìn thấy mặc xào của cấp vương chủ và ba tòa cấp vực chủ thuận lợi được đưa đi. Vâng. Rất nhanh sau đó toàn bộ mặc xào đã được di chuyển. Mặc phục nhìn bóng lưng dương khai nhỏ bé một mình đứng trước tòa quan ải có chút thắc mắc. Hắn có thể đưa đi sao? Không biết. Nhưng mà nếu như hắn đã có đề nghị này, có lẽ là đã nắm chắc trước rồi. Nếu như không nắm chắc, có lẽ hắn cũng sẽ không nói ra. Tiểu Càn Khôn vẫn là một kẻ địch thật sự rất đáng sợ. Nếu như Dương Khai có thể đem tòa quan ải này thu vào trong tiểu càn khôn, thế không phải có nghĩa là nội tình của hắn còn hùng hậu hơn cả những cửu phẩm nổi tiếng của nhân tộc năm đó hay sao? Dương Khai mới tấn thăng cửu phẩm bao nhiêu năm cơ chứ, thiên phú lại đáng sợ đến như vậy. Bọn hắn cho rằng Dương Khai sẽ thu quan ải vào bên trong tiểu càn khôn nên ngay lập tức Manaza liền truyền mật lệnh xuống, dựa theo kế hoạch mà làm. Nhưng làm cho bọn hắn không ngờ đó chính là Dương Khai không hề mở ra tiểu càn khôn của bản thân, đại đạo chi hà ư. Dương Khai không phải nên dùng tiểu càn khôn thu thuần dương quan đi sao, đột nhiên lại tế ra con sông này để làm gì chứ. Thời không trường hà từ khuyết đại sau đó mở rộng ra bao trùm cả tòa quan ải vào bên trong. Dương Khai ngoảnh đầu nhìn lại dùng ánh mắt vô cùng cổ quái nhìn mana ra. các ngươi không động thủ thì không kịp đâu đấy, hả, à, cái gì cơ, không biết là ngươi đang nói gì. Thấy đám này không dám ra tay, Dương Khai toàn lực thúc động thời không trường hà từ từ đem cả tòa thuần dương qua nhấc bổng lên không trung. Trước mắt của vô số mặc tộc cường giả, tòa quan ải cứ như vậy bị nâng lên sau đó biến mất không còn dấu vết, thứ còn lại duy nhất chỉ là một quả cầu nhỏ bé nằm gọn trong tay Dương Khai. Tính sai rồi, vốn dĩ cho rằng Dương Khai muốn mượn sức mạnh của tiểu Càn Khôn Thu thuần Dương Quan, ai mà nghĩ đến hắn vậy mà còn có thủ đoạn bậc này. Đến ngay cả thế giới Càn Khôn ta đều có thể luyện hóa thành thiên địa châu, thu một tòa Thuần Dương Quan thì có xem là gì đâu chứ, hay là ta thu thêm một tòa quan ải, 60 năm không đến bất hồi quan nữa. Đám mặc tộc nghe vậy thì vô cùng chấn kinh, chỉ duy nhất Manaza giọng nói vẫn bình tĩnh, chuyện này xong rồi, tại sao còn dừng lại ở đây? Ồ, không bị mắc bẫy sao, chẳng qua là mình cũng chỉ nói đại vậy thôi, cho dù mặc tộc thật sự đồng ý mình cũng không làm được gì. Thời không trường hà chỉ có một cái, mình không thể làm ra được cái thứ hai đâu. Không vội, ta còn có một chuyện muốn bàn bạc với ngươi, hả, lại bàn bạc hả? Thôi dẹp đi, hai tộc nhân và mặc thủ oán sâu đậm, không đội trời chung, không có gì để bàn bạc. Lấy đồ rồi nhanh đi đi, Manaza hắn chỉ sợ thêm một phút là Dương Khai lại bóp hắn một đoạn thì chết tòi. Chiến trường của hai tộc tuân theo bố cục năm đó, bây giờ phân hóa thành 12 nơi, mỗi một nơi đều có không ít ngụy vương chủ tọa chấn, còn có đại quân khó mà tính được. Cho dù ngươi không quan tâm đến sống chết của đại quân, các ngụy vương chủ cũng phải quan tâm đến một chút chứ nhỉ. Trong lòng Manaza cùng mặc vực lột bộp một tiếng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không hiểu là có ý gì hả? Ta có ý gì, lẽ nào ngươi còn không biết rõ hay sao? Không gian lóe lên thân ảnh Dương Khai ngay lập tức liền biến mất, người đâu rồi? Rất nhanh sau đó thân ảnh của hắn khi xuất hiện đã lơ lửng trước vực muôn của Không Chi vực, hay là phải để ta nói cho rõ đây. Không biết ngươi đang nói cái gì cả, hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, vậy không ngại để ta đoán xem thử, ngày hôm đó ta rời khỏi bất hồi quan, các ngươi cưỡng ép phá vỡ phong tỏa của cửa vực. Có lẽ lúc đó đã muốn truyền tin ra ngay lập tức để cho những ngụy vương chủ đang còn chinh chiến ở tiền tuyến rút về đúng không? Ồ, có lẽ không chỉ là ngụy vương chủ, có lẽ còn có vực chủ và không ít lãnh chúa, dù sao đây cũng là người mà các ngươi vất vả bồi dưỡng ra, chết quá nhiều cũng không tốt. Nếu tính thời gian, cách một nhóm bắt hồi quan gần đây có lẽ sắp đến không chi vực rồi. Có lẽ ta cũng có thể đi chặn lại một chút nhỉ, hê hey hê, hey, anh khai là ai chứ, may hút bụi siêu cấp thông minh, cơ hội tốt như thế hắn có thể không cắn một ngụm lớn sao. Manaza bị vô số ánh mắt của đám mặc tộc nhìn lại vô cùng bất đắc dĩ. Ai, ngươi sớm đã đoán được rồi ư. Vốn dĩ còn mong chờ Dương Khai không nghĩ đến tầng này, nghĩ cũng đúng, với sự thông minh của hắn, sao có thể không nghĩ đến được. Vì để tránh không làm gân cốt bị thương, đồng thời khi cưỡng ép phá vỡ phong tỏa cửu vực, mình đã chuyển tin tức ra bên ngoài, để cho các ngụy vương chủ ở các chiến trường lớn nhanh chóng thoát ly với tốc độ nhanh nhất quay lại bất hồi quan. Hành động này có thể nói là tráng sĩ cắt tay, dù sao các ngụy vương chủ có thể chạy trốn, đại quân của mặc tộc ở bên ngoài chiến trường lại không chạy thoát. Có thể dự kiến, ở trên chiến trường trong tương lai, nhân tộc nhất định sẽ đánh dễ như trở bàn tay, quét sạch tất cả yêu ma quỷ quái. Tổn thất của lần này tuyệt đối là lần lớn nhất trong nhiều năm như vậy, nhưng không thể tránh khỏi. Nếu như mặc tộc đã ăn mòn tam thiên thế giới, có lẽ sẽ đi vào trong tam thiên thế giới để tác chiến. Nếu như ngươi đã nghĩ được đến tầng này, vậy tại sao không thay đổi hành động chứ? Ý người chỉ là gì? sau khi lấy được mẫu ngũ vực ngươi hoàn toàn có thể chi viện cho chiến trường tiếp theo mượn thủ đoạn phong tỏa cửa vực giúp đỡ cho nhân tộc ở chiến trường giành được chiến thắng mà ngươi nói không sai mặc dù ta có thể lấy được chiến trường tiếp theo nhưng tin tức truyền về ngươi vẫn sẽ sắp xếp tương đồng nếu như so sánh với trước mắt ta nhiều nhất chỉ có thể giết thêm mấy vị ngụy vương chủ mà thôi ý nghĩa không lớn hiện tại cục diện của tam thiên thế giới quá hỗn loạn các đại quân phân binh mà chiến đấu mặc tộc của ngươi ở các đại vực đều có căn cứ Ngươi không cảm thấy để tình hình trở nên rõ ràng hơn một chút thì sẽ tốt hơn hay sao? Nếu như vậy, nhân tộc không cần phải phân binh, đối phó với các ngươi chỉ cần trông chừng bất hồi quan là được rồi, cho nên người lựa chọn phương thức này. Bốp bốp, đây đối với nhân tộc mà nói quả thật là một chuyện tốt, có Dương Khai ngươi, thật đúng là niềm vinh hạnh của nhân tộc. Ngươi đừng cho rằng nói như vậy ta sẽ thủ hạ lưu tình, bây giờ đại thế đang ở chỗ ta, các ngụy vương chủ ở trên các chiến trường của Mạc tộc ngươi đang còn rút đi bất cứ lúc nào ta cũng có thể phong tỏa cửa vực đi chặn giết bọn họ. cho dù các ngươi cưỡng ép phá được phong tỏa cửa vực cũng cần phải lãnh tốn một chút thời gian. Huống hồ cửa vực mà ta có thể phong tỏa không chỉ có tòa này. Dương Khai phong tỏa cửa vực chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Mặc Tộc muốn phá được phong tỏa cần phải tốn sức lực rất lớn, thời gian và tinh lực mà hai bên bỏ ra hoàn toàn là không như nhau. Thời gian trong đó chênh lệch đủ để cho Mặc Tộc tổn thất lượng lớn Ngụy Vương Chủ, ngươi muốn thế nào hả? hề he. Như vậy mới đúng chứ, thế thì ta sẽ nói thẳng luôn. Vương chủ đời mới của Mạc tộc ngươi không ra, Ngụy vương chủ chính là sức mạnh trung kiên nhất, bất cứ một người nào cũng không thiếu, chết một người là ít đi một người. Như vậy đi, ta cũng sẽ không ép các ngươi đến đường cùng, một vị Ngụy vương chủ 100 vạn phần tài nguyên ngũ phẩm, các người có thể tự tính Ngụy vương chủ ở bên ngoài có bao nhiêu vị, sau đó cho ta vật tư với số lượng tương ứng là được. Cái gì? Lời vừa ra, toàn bộ Mạc tộc đã không thể bình tĩnh nổi nữa ngay cả mặc vực luôn im lặng cũng không nhịn được mà thất thanh hét lên, ngươi bị điên rồi sao hả? Cho dù là tài nguyên ngũ phẩm, số lượng của 100 vạn phần cũng quá nhiều rồi, hơn nữa đây còn là giá cả của một vị ngụy vương chủ. Số lượng ngụy vương chủ trinh chiến ở bên ngoài có bao nhiêu chứ? 12 chiến trường, ít nhất cũng gần 200 vị, đây không phải là đã gần với 2.000 vạn phần tài nguyên ngũ phẩm rồi hay sao? Chuyện vật tư đối với mặc tộc mà nói căn bản cũng không là gì, nhưng mà với ngụy vương chủ thì không giống, Bản thân ngươi hãy nghĩ cho kỹ đi, quá nhiều rồi, ta không chấp nhận được giá cả này." Dương Khai vung tay bóp mạnh vào hư không bên cạnh, một tên vực chủ định đánh lén liền bị hắn tiễn đi địa phủ du lịch, "Điều kiện của ta chỉ có cái này, không chấp nhận trả giá." "Các ngươi có thời gian một nén hương để bàn bạc, nếu như không đồng ý thì miễn bàn. Ta lập tức sẽ khởi hành đi chặn giết Ngụy Vương chủ của các ngươi, ta ngược lại muốn xem thử, các ngươi còn bao nhiêu người sống sót quay về." "Ừm." vị trí sẽ chọn ở cửa vực ở phá toái thiên liên thông với tam thiên thế giới, ở đó là một chiến trường tốt. Ngươi, cả đại quân mặc tộc bị bộ dạng ngứa đòn của anh khai chọc đến sôi máu, cả người run run sắp bạo phát. Một mặc tộc to lớn sao có thể bị một mình ngươi nắm thóp được chứ, đại nhân, chúng ta liều với hắn. Không được, chúng ta không làm gì được dương khai. Cửa vực ở phía sau hắn, bên mặc tộc có bất thường, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi vào trong cửa vực. Hơn nữa nếu như Dương Khai hành động như những gì vừa nãy nói, nhất định sẽ có không ít ngụy vương chủ gặp tai họa. Các ngụy vương chủ hiện tại đã rút khỏi chiến trường, nhất định sẽ đi ngang qua cửa vực kia của phá toái thiên. Nếu như Dương Khai muốn ôm cây đợi thỏ, các ngụy vương chủ căn bản cũng không chạy thoát được. Mà mặc tộc bên này muốn ứng cứu lại phải bước qua cả phá toái thiên. Tạm thời chưa nói thời gian tiêu hao để phá được mấy cửa vực bị phong tỏa kia, đợi chúng ta đến nơi, e rằng tất cả đều đã muộn rồi toàn trường trong nhất thời lại rơi vào im lặng trầm ngâm anh khai cũng không vội vàng thúc ép mà cho bọn hắn thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng nói thật các ngụy vương chủ rút về đều là một nhóm người đồng hành rất lớn không chỉ là một mình hành động khi giết cũng có độ khó mình nhiều nhất chỉ có thể đắc thủ được vài lần dù sao thực lực của mình có mạnh cũng có giới hạn vẫn hy vọng manaza có thể biết điều một chút thời gian một nén hương qua đi anh khai trên miệng nở một nụ cười dạng người kem đánh răng thế nào hả Manaza hàm răng cắn chặt nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, chúng ta đồng ý với yêu cầu của ngươi rồi. Ồ, vẫn là đánh giá thấp tài sản của mạc tộc rồi, đưa ra cái giá cao như vậy bọn họ lại thật sự đồng ý rồi ư, ừ, bây giờ ta tăng giá có còn kịp nữa không nhỉ? Dương Khai, đừng có được voi đòi tiên, đùa thôi mà, đừng nóng giận mà, hô hô hô. Thu thập đủ vật tư cần một ít thời gian, thời gian ba ngày quá ngắn, thứ người cần không hề ít. Vật tư của các ngươi đều tập trung ở nơi này, chỉ cần kiểm kê lại một chút là được, thời gian 3 ngày là đã đủ lắm rồi, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn kéo dài thời gian ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà trước khi chưa lấy được vật tư, nếu như có Ngụy Vương chủ chạy trốn quay lại, đừng trách ta không nương tay nhé. Được, 3 ngày thì 3 ngày, ngoài ra, số lượng của vật tư ngũ phẩm không có nhiều như vậy, chúng ta sẽ dùng vật tư khác để thay thế, đương nhiên phân lượng cũng có thể đủ đảm bảo, được, nhưng mà thấp nhất cũng là tứ phẩm. Nếu như dưới tứ phẩm thì đừng lấy ra để gom đủ số lượng, được. Mặc tộc đại quân nhanh chóng theo sắp xếp chạy đi, Dương Khai lúc này lấy ra một chiếc bàn cùng một bộ ấm chén, hai vị chi bằng ngồi xuống đây nói chuyện chút đi. Mặc vực cùng Manaja liếc mắt nhìn nhau sau đó chậm rãi tiến tới ngồi xuống bàn uống nước. Nếu có tiểu muội ở đó sẽ lấy thêm cho bọn hắn vài gói hướng dương để cắn cho đỡ buồn miệng rồi, tết nhà muội còn thừa nhiều lắm, ăn mà ho khan luôn hi hi. Ta không hiểu trà đạo cho lắm, những năm nay cũng không có thời gian nghiên cứu những thứ này, nhưng nhân tộc có rất nhiều trà ngon, đây cũng là một môn kỹ nghệ. Mặc tộc xâm nhập vào tam thiên thế giới, vô số người sống lang thang, rất nhiều kỹ nghệ cũng vì vậy mà thất truyền, có chút đáng tiếc. Ta ngược lại là thích mùi vị rượu ngon của nhân tộc các ngươi, mùi trà hơi nhạt một chút, ngươi cũng khá kén chọn đấy, thích uống hay không thì tùy. Chỉ đặc tính của mặc tộc các ngươi, xâm nhập vào thế giới nào, thế giới đó cũng sắp diệt vòng, thật sự để các ngươi thống nhất chư thiên đến ngay cả trà cũng không uống được, mặc tướng là vĩnh hằng duy nhất trên đời này. Đạo không giống không hợp nói chuyện với nhau, nhân tộc mới là chủ nhân của chư thiên này, các ngươi là một đám cường đạo xông vào nhà của người khác tự ý làm điều sàng bậy. Khi thiên địa sơ sinh, chư thiên này là do thánh linh nắm giữ, sau đó là yêu tộc, cuối cùng mới đến lượt nhân tộc các ngươi, chủng tộc biến ảo, thời đại cũng thay đổi. Thiên địa này làm gì có cái gọi là chủ nhân thật sự chứ, nhân tộc cũng được, mặc tộc đương nhiên cũng có thể. Biết cũng khá nhiều đấy nhỉ, thánh linh, yêu tộc, nhân tộc, thống trị ba thời đại, chư thiên này đều rất tốt, nếu như thật sự để cho mặc tộc các ngươi đạt được như ý muốn, có thể đem đến được điều gì, hủy diệt và phá hoại sao, rồi cũng có một ngày, chư thiên này đều sẽ chết, mặc tộc của các ngươi còn có thể sống hay sao? Vĩnh Hằng cho má gì chứ, nếu như ngươi đã biết không ít, thế thì ta hỏi ngươi, ngươi có biết thánh linh sinh ra thế nào hay không hả? Ngươi biết ư? Đương nhiên là biết rồi nhưng mà ta không nói đấy lêu lêu, Né, ngươi nói như nói vậy đó hả? Mặc tộc của các ngươi vốn dĩ là đến từ mặc, suy nghĩ của mặc có lẽ chính là nguồn gốc của hành vi các ngươi. Mặc bản thân thực lực tuy là rất mạnh, nhưng từ năm đó bị phong trấn ở trong sơ thiên đại cấm vẫn không thể nào thoát khỏi đó. Thân lâm vào cảnh ngục tù nhưng không cam tâm cô đơn, nói cho cùng chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, rộng lớn của thiên địa này vượt qua tưởng tượng. Mặc vực ở một bên không nhịn được nữa vỗ mạnh xuống bàn đứng bật dậy, Sức mạnh vĩ đại của trí tôn sao có thể để cho ngươi suy đoán chứ? Ánh mắt của Dương Khai trong phút chốc liền trở nên rét lạnh chứa vô tận sát ý. Làm cái gì vậy hả? Nói mấy câu mà đã thấy không vui rồi sao? Uống trà của ta còn giận dỗi ta, ai cho người lá gan đó vậy hả? Dương Khai, đừng cho rằng ngươi tấn thăng cửu phẩm thì vô địch. Ta và Manaza có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng phân thân của trí tôn ngươi có thể địch lại hay không? Xì, si, ta địch lại bọn họ để làm gì? Bọn họ có đối thủ của bản thân mà ba ngày sau gom đủ vật tư sẽ giao lại cho ngươi, nhưng mà bên chỗ ta cũng có một yêu cầu nhỏ. Nói đi, ngươi cần phải ở lại đây, đợi sau khi các vị ngụy vương chủ toàn bộ quay lại bất hồi quan mới được rời đi. Không cần ngươi nói, ta vốn dĩ cũng dự định làm như vậy. Dương Khai đứng bật dậy giọng lạnh lùng, ta cũng phải đếm lại vật tư mà các ngươi giao ra có đúng với số lượng ngụy vương chủ quay lại hay không, nếu như thiếu rồi, ta sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Ngươi yên tâm, số lượng ngụy vương chủ chinh chiến ở bên ngoài có bao nhiêu ta rõ hơn ngươi phân lượng của vật tư tuyệt đối cũng không ít như vậy là tốt nhất ưu thế nghìn năm của mạc tộc một lần mất hết sau chuyện lần này nhân tộc có thể dễ dàng thu phục ba nghìn đại vực rồi vốn dĩ nhân tộc muốn thu phục ba nghìn đại vực không phải là chuyện dễ dàng gì từng đại vực chinh chiến cũng không biết sẽ tốn hao bao nhiêu năm tháng bỏ ra bao nhiêu tinh lực nhưng uy hiếp lớn mà dương khai đưa đến mạc tộc bất đắc dĩ phải đem tất cả chiến lực cấp cao gọi về nếu như vậy, đại quân của mạc tộc sẽ không thể nào chống lại tiến công của nhân tộc, chỉ cần tốn một ít thời gian thì có thể từng bước đem tam thiên thế giới thu vào trong túi rồi. Anh khai đúng là tai họa của mạc tộc mà, Manaza chắn chắn sẽ có lúc thầm trách móc, có mạc tộc tại sao còn có khai chứ, hi hi hi. Thu phục thế nào rồi, mạc tộc của các ngươi để lại tình hình dối ren, thu phục 3.000 đại vực đối với nhân tộc mà nói chỉ có ý nghĩa tượng trưng, không có sự giúp đỡ mang tính thực chất. Mặc dù là nói như vậy, nhân tộc có thể từ bỏ thắng lợi dễ như trở bàn tay. Ngược lại, bố cục sau này e rằng chính là nhân tộc chiếm cứ tam thiên thế giới, mặc tộc chiếm cứ bất hồi quan. Nói đến cái này, ta vẫn luôn tò mò, năm đó mặc tộc đánh chiếm bất hồi quan, làm thế nào mà đánh vào không chi vực được vậy? Cửa vực chỉ có một cái, một phương của nhân tộc khi lui giữ không chi vực đã có mai phục ở cửa vực. Mặc tộc muốn tiến công vào không chi vực không phải là một chuyện đơn giản, không ngừng tăng thêm binh lực, cũng chỉ bị nhân tộc dần dần độc chiếm. Manaza khẽ nháy nháy mắt, đương nhiên là công lao của phân thân trí tôn rồi, chính là đoán như vậy. Dương Khai đặt bàn tay xuống bàn nhìn chằm chằm mặc vực, bên nhân tộc không có cự thần linh thứ ba, sau này làm thế nào mà đánh chiếm bất hồi quan ngược lại cũng là một vấn đề. Mặc vực nghe vậy có chút giật mình, không nghĩ Dương Khai lại dám nói lời như vậy trước mặt của chúng ta, như vậy có khác gì nói ra điểm yếu của nhân tộc đâu chứ trên tay của dương huynh có lẽ là nắm giữ một đường hầm bí mật đến từ tam thiên thế giới đi thẳng vào mạc chi chiến trường đúng không chuyện đã đến mức này ta chỉ muốn thỉnh giáo dương huynh một câu lối vào của đường hầm bí mật kia là ở đại vực nào của tam thiên thế giới vậy trùng hợp rồi ta cũng có một câu muốn thỉnh giáo ngươi manaza nâng ly trà lên uống một ngụm, dương huynh cứ nói đi ừm trí tôn của các ngươi có phải là sắp tỉnh lại rồi đúng không lúc nào mới tỉnh lại vậy lời vừa dứt Manaza liền phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, không để ý mà ướt hết bộ tóc vuốt keo của mặc vực bên cạnh. Lời như vậy không nghĩ Dương Khai cũng có thể hỏi. Vì sao ư? Đó là cơ mật A, là chuyện mặc dù bọn hắn có biết cũng không thể nào tiết lộ được, cũng giống như đường hầm của nhân tộc vậy. Đều là chuyện cơ mật mà không thể để đối phương biết. Ba người rơi vào trầm tư hồi lâu, sau cùng Manaza vẫn là từ bỏ ý định dò thám tin tức của phe nhân tộc, uống trà, uống trà đi. Nhưng anh Khai dường như cũng đã không còn kiên nhẫn nữa, hắn vung tay thu lại bộ ấm chén giọng nói lạnh lùng, uống xong rồi, đều cút hết đi, không nói bí mật mà đòi uống trà hở, làm gì có. Thời gian ba ngày chớp mắt là tới, Manaza vung tay ném nhẫn không gian chứa vật tư cho Dương Khai, Dương Huynh đừng quên lời hứa trước đây. Yên tâm, con người ta từ trước đến nay luôn lấy việc thành tín làm cơ bản, tiếp xúc với ngươi nhiều năm như vậy, có bao giờ ta lật lọng hay chưa? Nói cho cùng vẫn là ngươi không tin được ta, chúng ta dù sao cũng đã từng có giao tình, ngươi làm như vậy ta rất thất vọng đấy. Từ lúc nào mà có giao tình vậy, ta đó là suýt chút nữa bị ngươi đánh chết, không phải là không tín nhiệm ngươi, chỉ là việc này là việc lớn, được rồi được rồi, ta hiểu. Dương Khai đưa thần thức vào kiểm tra số lượng trong những không gian, vật tư giao lần này phân lượng còn nhiều hơn một chút so với trong dự toán của mình, xem ra mặc tộc cũng không muốn lấy cái cớ làm khó cho mình. Vật tư đã bàn giao xong, rất nhanh sau đó từ bên cửa vực môn một đám mặc tộc do vài tên ngụy vương chủ dẫn đầu an toàn xuyên qua. Ồ, có mấy khuôn mặt quen thuộc, đây là vực chủ chạy trốn về từ Mộ Ngũ vực ư? Đám mặc tộc này vừa xuyên qua vực môn thấy đại quân thì không chút do dự liền đi tới trước mặt Manaja quỳ xuống bẩm báo, đại nhân, chúng ta khi rời khỏi mậu Ngũ vực. Nhưng lời còn chưa hết thì hắn ngẩng đầu lên và, á, Dương Khai, Dương Khai một mình đứng đó bộ dáng thong dong cả đám mặc tộc này cơ thể không nhịn được mà run lên lẩy bẩy, sao hắn cũng ở đây vậy? Sao thế? Thấy ta kinh ngạc lắm sao? Cả đám mặc tộc mới trở về đều hoài nghi nhân sinh, đây rốt cuộc là sao chứ? Tên sát tinh này xuất hiện ở nơi này, các đại nhân không đánh với hắn mà ngược lại còn hòa thuận là sao? Được rồi, lui xuống hết đi, chuyện xảy ra ở mẫu ngũ vực không phải là trách nhiệm của các người. Tên ngụy vương chủ không dám nói thêm cái gì mà đi qua một bên, sau đó liền hướng yêu nguyệt hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi không biết, thời gian ngắn ngủi chưa đến 3 tháng, sát tinh này hai lần đột kích bất hồi quan, sức mạnh vô cùng lớn. Đây, chúng ta thì ra là đang còn chạy trốn sao, chúng ta đã bị Dương Khai ép đến mức này sao? Cứ như vậy thời gian 2 tháng trôi qua, đây là nhóm cuối cùng rồi, Dương Huynh, chuyện của mặc tộc đã xong rồi. Anh Khai lười nhác nằm ngửa trên một chiếc ghế gỗ, miệng cắn một sợi cỏ lau hơi cao mày, chuyện của mặc tộc xong rồi, của ta vẫn chưa xong đâu dương huynh chỉ chuyện gì sao vật tư mà các ngươi giao cho ta chỉ là tiền bán mạng của các vị ngụy vương chủ không bao gồm nhiều vực chủ và lãnh chúa như vậy vậy ngươi muốn thế nào hả còn thế nào được nữa tất nhiên là phải thêm tiền rồi cái này thì chịu ồ chịu sao dương khai thân ảnh lướt qua người manaza ngươi cẩn thận một chút đừng để bị rơi vào trong tay của ta manaza đợi cho dương khai đi xa một chút liền hãng giọng ngươi làm được gì ta chứ anh khai không thèm chấp nhặt hắn định tiếp tục bước đi thì tên ngụy vương chủ mới trở về kia đã chặn ngay trước mặt hắn đã nghe danh từ lâu ta là tránh đường tên ma tộc thấy anh khai liền muốn bắt quàng làm họ ai ngờ bị anh khai phũ chắc hắn đang khổ tâm lắm thẹn quá hóa giận đám mặc tộc này định lao tới tấn công dương khai nhưng đã bị tiếng quát của manaza ngăn lại làm cái gì vậy đừng làm phiền dương huynh dương huynh đã đắc tội rồi Tuy là con hàng Manaza này ngăn cản nhưng nhìn trong ý tứ của hắn có lẽ đây chính là chủ mưu của hắn, muốn hạ nhục anh khai một chút xả mối hận uất ức những ngày này. Anh khai trong tay đã có đồ tốt nên cũng không thèm đôi co, chỉ hư lạnh rồi tiến tới vực môn, bất chợt một tiếng quát của Manaza vang lên, tiễn khách. Ngoảnh đầu nhìn lại, mệnh lệnh vừa ra toàn bộ mặc tộc từ khắp nơi liền ngưng tụ ra công kích hướng anh khai ở cửa vực mà đánh tới. Anh khai thấy cái chàng cảnh kia mà cả người khẽ run lên, Manaza, Ta nhất định sẽ giết chết ngươi, nói rồi hắn liền biến mất bên trong vực môn. Anh Khai vừa đi Manaza đã cao giọng quát lớn, nhớ kỹ mối nhục ngày hôm nay cho ta, ngày khác nhất định phải bắt hắn trả lại gấp trăm lần, vâng. Vài ngày sau đó Tổng Phủ Tư, Mễ Kinh Luân chỉ tay lên bàn đầu chiến sự, ta đã thăng cấp lên cửu phẩm rồi, bây giờ 12 đại quân của nhân tộc đều đang ở bên ngoài chinh chiến. Trên tuyến kéo dài, Tổng Tư Phủ của chúng ta thân là Trung Khu cũng sẽ di chuyển đến tiền tuyến như vậy mới có thể quản lý 12 đại quân tốt hơn. Đúng lúc này, cánh cửa đại điện nghị sự chợt mở ra, một nam tử vô cùng phấn khích chạy vào hô lớn, báo, các vị đại nhân, mậu ngũ đại thắng. Ta xem thử, Mễ Kinh Luân tiến lên cầm lấy cuốn ngọc giản mở ra xem xét, vừa đọc những tin báo bên trên miệng Mễ Soái đã ngoác sang một bên, đây. Đám người bên cạnh vô cùng tò mò, Mễ Soái, chiến quả thế nào vậy, đây không phải tin báo thắng sao, Mễ Soái cớ gì mà có bộ dạng kinh ngạc như vậy chẳng lẽ bên xích hỏa quân tổn thất nặng nề ư phải tin tốt không vậy vẫn xem thường hắn rồi các ngươi xem thử đi đám người tiến lên cùng xem trên cuốn ngọc giản sắc mặt ai nấy liền vô cùng quỷ dị đây dương khai lợi hại vậy ư chiến báo hiển thị xích hỏa quân và đại quân mặc tộc giao chiến kịch liệt dương khai biểu hiện xuất sắc cứu bọn người tả khâu dương hoa đánh lui đại quân mặc tộc sau đó dương khai lại một mình đến đại doanh mặc tộc bắt sống hai vị ngụy vương chủ mặc tộc phong tỏa vực môn đại quân mặc tộc chưa kịp rút lui cuối cùng trở thành chuột trong ổ của xích hỏa quân chết hết đám người bốn mắt nhìn nhau có chút hoài nghi chiến báo này thật không dám tin chẳng lẽ là tin báo giả sao không suy nghĩ đến năng lực của dương khai đại nhân thì là sự thật chiến tích này có đáng sợ quá không với sức một người lại có thể thay đổi cục diện một chiến trường dương sư đệ đâu rồi hả sau khi dương đại nhân phong tỏa vực môn đã đi rồi tả khâu đại nhân nói hình như hắn có ý đến bất hồi quan nói muốn lấy lại chút đồ. Cái cái gì, mễ soái nghe mà đầu óc choáng váng, đến bất hối quan lấy đồ ư, tên này, đúng thật là kỹ nghệ cao to gan mà. Bất hồi quan không còn là bất hồi quan lúc trước nữa, bây giờ không chỉ có một vị vương chủ, còn rất nhiều ngụy vương chủ tọa chấn, cho dù là cửu phẩm cũng không dám tùy ý tiến vào. Mặc tộc lợi dụng mặc xào có thể nhanh chóng truyền tin, đây là ưu thế nhân tộc không có. Dương Khai lúc này hiện thân ở mậu ngũ, mặc tộc đại bại, chính là ngụy vương chủ cũng bị chém hết tám vị ngụy vương chủ còn lại cũng vội vàng bỏ chạy chuyện này chắc là rất nhanh sẽ được truyền về bất hồi quan và lại không cần bao lâu cường giả mặc tộc của chiến trường khác cũng sẽ biết tin này suy nghĩ một lúc bất chợt như nghĩ đến cái gì trong đầu mễ xoái lóe lên một vệt sáng à đúng rồi đại nhân có chuyện gì sao mễ kinh luân giọng nói có chút gấp gáp hét lớn mau truyền lệnh thanh dương quân không truyền lệnh kinh lôi phần nguyệt nhị nhị thanh hà Ngọc Thiền Ngũ Quân để họ toàn quân xuất kích, cường công đại doanh Mạc tộc. Bất luận mặc tộc có tư thái gì, trước khi Ngụy Vương chủ hiện thân, tuyệt không rút lui. Đám người trong đại điện nghe xong mà ai nấy đều ngẩn tò te, còn ngây ra đó làm gì hả? Còn không mau đi, dạ, ta động thân ngay đây. Mễ Soái là ai chứ? Hắn có biệt hiệu là Mễ Đại Đầu a, với trí thông minh của hắn sao lại không thể nhìn ra được thế cục hiện tại chứ? Mong là không quá muộn. Mễ Kinh Luân nhìn về nam tử mới báo tin hỏi thăm, sau khi xích hỏa lấy được mẫu ngũ vực, tả khâu dương hoa họ có nói bước tiếp theo hành động thế nào không? Có ạ, à, sau khi mấy vị đại nhân bàn bạc, quyết định phát binh chi viện Thanh Hà quân gần nhất, nếu tính thời gian, chắc xích hỏa đã hội tụ với Thanh Hà rồi. Như vậy rất tốt, ít nhất mặc tộc bên đó có thể ăn được rồi, hai quân tập trung lại một chỗ. Kẻ địch mà Thanh Hà quân đối mặt chắc chắn không thể đấu lại, nếu ta đoán không lầm, mặc tộc bên đó nhất định sẽ bị thất bại nặng. Mễ Soái, cớ gì chỉ truyền tin đại quân năm đường này, những nơi khác có cửu phẩm tọa chấn không cần truyền tin sao? Lời này không đúng, cửu phẩm khai thiên cảm chi nhạy bén, nếu đại quân mặc tộc có dị, họ có thể quan sát được, không cần bên này nhắc nhở. Nhưng mấy đường kia không có cửu phẩm tọa chấn, chưa hẳn không phát hiện ra biến hóa cục thế hiện tại, nói không chừng, lúc này còn đang đối chất với đại quân mặc tộc. Biến hóa mà mễ Soái nói là chỉ, lũ ngụy vương chủ đó, e là đã chạy rồi, hả, hả, hả lời vừa ra, cả đám người bên trong đại sảnh đều không tin vào lỗ tai của mình, chạy, chạy ư, sao lại phải chạy chứ? Toàn trường trong lòng trầm tư hồi lâu, sau cùng vẫn là Hồng Nguyệt như nhìn ra cái gì, đại nhân là chỉ. Dương khai đại nhân phong tỏa vực môn, cắt đường lui của mạc tộc, khiến các ngụy vương chủ khác mất đi gan đối mặt với hắn ư. Đúng vậy, cho nên lúc này chiến trường tiền tuyến các nơi, chắc là các ngụy vương chủ đã đi rồi. Có đại quân sáu đường có cửu phẩm nhân tộc chắc có thể phát giác ra điểm này, như năm đường còn lại chưa chắc có thể phát hiện ra. Nếu đại quân mặc tộc bày ra một bộ dạng đối chất với nhân tộc, bên nhân tộc cũng không thể manh động. Như vậy, sẽ cho bọn ngụy vương chủ đó có thời gian và không gian bỏ chạy. Mặc tộc có thể chống lại nhân tộc trên các chiến trường, bọn ngụy vương chủ ra không ít sức, nhưng nếu họ đều chạy rồi, làm sao còn có vốn để tranh đấu với nhân tộc chứ? Hiện tại là thời cơ tốt nhất để nhân tộc mở rộng chiến quả, thì ra là vậy. Nếu là vậy thì, chính là vậy đấy, ta sớm có chuẩn bị nhân tộc không cần bao nhiêu năm nữa sẽ có thể lấy lại mọi thứ đã mất nhưng không ngờ thời cơ này đến nhanh như vậy dương khai à dương khai lần này ngươi lập công lớn rồi cùng lúc đó các trận đại chiến đang bùng phát ở chiến trường các nơi như mễ kinh luân đã dự tính ba đạo vực môn bị phong đại quân mặc tộc ở lại tam thiên thế giới trở thành con mồi trong hang của nhân tộc đại quân các đường cùng tiến công mặc tộc khó chống đỡ rất nhanh đã bị đánh bại đại chiến không bao lâu đã có lượng lớn mặc tộc thông qua vực môn bỏ chạy, bị quân đoàn nhân tộc chia binh truy sát. Sau mấy tháng, bên ngoài hư không bất hối quan, một đội quân mặc tộc nhanh chóng tiến về phía trước, là vực môn. Các vực chủ chạy nạn và đại quân mặc tộc lần lượt từ các nơi bỏ chạy trở về, nhưng vực môn đã ở phía trước nhưng nỗi bất an trong lòng bọn hắn lại càng ngày càng tăng cao, chờ đã, có gì không đúng. Bất chợt vực môn đột nhiên bị phong lại, âm thanh từ trong hư không vang lên khiến cho cả đội quân mặc tộc đều dùng mình run rẩy lại có một mớ đến rồi à ai đó ta ông nội khai của ngươi đây thân ảnh của anh khai vô cùng quỷ dị xuất hiện trước mặt đám mặc tộc để cho bọn hắn trong nhất thời như chìm vào hầm băng giá buốt là dương khai bay ơi mau chạy đi không chút do dự toàn bộ mặc tộc có mặt đều hướng về các nơi vắt chân lên cổ mà chạy nhưng không đợi cho bọn hắn chạy được bao xa, Phía dưới mặt đất một cỗ uy năng tỏa ra bao trùm tất cả vào bên trong. Thời không trường hà đã được anh khai bố trí sẵn từ trước giờ chỉ gặp lúc là nổi lên bao vây lấy tất cả, từ khi nào chứ? Cánh cửa vực môn, thiên đường của bọn hắn đang ở trước mặt nhưng không có cơ hội xuyên qua, từng tên rồi từng tên mặc tộc rơi vào tuyệt vọng, phải làm sao, chúng ta chết chắc rồi ư? Không hẳn, chúng ta còn được cứu ư? Ngại quá, chỉ có ta được cứu thôi một tên mặc tộc vực chủ bất chợt vung những xúc tu của bản thân hướng về đồng bọn mà siết chặt lấy sau đó cắn nuốt cơ thể của hắn tức tốc phình to lên khí thế cũng theo đó chợt tăng lợi dụng cơ hội đó hắn không chút do dự mà hướng về hư không nơi xa bay vọt đi anh khai nhìn theo hơi nhíu mày lại còn có cá lọt lưới à nhưng nói cho cùng anh khai nhà ta là ai chứ ngụy vương chủ trong tay hắn còn không có cơ hội thoát huống hồ là một tên vực chủ sau nửa ngày một đạo tia sáng từ nơi xa tức tốc bay về phía vực môn võ thanh đáp xuống ngơ ngác nhìn xung quanh sao không có ai cả vậy đúng lúc này từ vực môn đi ra một thân ảnh quen thuộc ồ là dương sư đệ anh khai cũng vui vẻ vẫy vẫy tay chào võ sư huynh xem ra sư đệ sớm có ứng đối là ta nghĩ nhiều rồi anh khai trong tay còn cầm theo một cánh tay đen xì lắc qua lắc lại vừa hay từ bên bất hồi quan quay lại chuyện thuận tay mà thôi cái gì hả ngươi còn đi bất hồi quan nữa sao hi hi đi tìm Manaza và mặc vực nói vài câu ấy mà. Võ Thanh nghe mà trên trán đổ mồ hôi ròng ròng, đùa sao, hắn đi bất hồi quan, nhất định không chỉ là tìm hai vị vương chủ để nói chuyện, tin ngươi mới là quỷ. Khụ, trước mắt đại quân mặc tộc ở các chiến trường đều đã chạy trốn khắp nơi, sư đệ mang trong mình thần thông không gian, vừa hay thích ứng với loại cục diện như vậy, chi bằng để ta thay đệ tọa chấn nơi này, thế thì đa tạ sư huynh rồi. Thời gian sau đó tại hậu phương của nhân tộc, khi tiền tuyến chiến trường giành được toàn thắng, tin tức các đại quân thua mặc tộc truyền đến hậu phương, chiến tranh thắng lợi rồi. 12 đại quân đã lấy được thắng lợi lớn, mặc tộc đã bị đánh tan, chúng ta thu phục đất đai bị mất, cả nhân tộc đều vui mừng. Nói lớn cho ta biết, ai mới là anh hùng của chúng ta? Dương Khai, Dương Khai, Dương Khai, à hú hú. Không đúng, ể, sao lại không đúng chứ? Phải gọi là Dương Khai đại nhân, Dương đại nhân, Dương đại nhân, Dương đại nhân đại doanh nhân tộc khắp nơi đều ăn mừng chiến tích tôn sùng dương khai đến cực hạn mà nhân vật chính của chúng ta lúc này lại đang thong dong bên ngoài phù lục của tổng phủ tư mễ soái nhìn quang cảnh xung quanh hơi thắc mắc thần thần bí bí kéo ta ra ngoài sư đệ ngươi muốn làm gì hả sư huynh đừng nóng vội sẽ cho huynh xem một món đồ tốt ồ đến ngay cả sư đệ đều nói là đồ tốt vậy thứ này nhất định là rất khiến ta tò mò từ trong tay của dương khai lấy ra một hạt trâu nhỏ sau đó ném ra Hạt châu bay về phía trước sau đó tức tốc phình to chớp mắt đã hóa thành một tòa quan ải to lớn hùng vĩ, đây là Sư huynh, sau này vật này chính là làm nơi đóng quân của tổng phủ tư thế nào, rất tốt, không chút do dự hai người thả người bay lên tiến vào bên trong thuần dương quan. Bất chợt bước chân của Mễ Kinh Luân chậm lại sau đó bước đến vũng nghĩa trang của thuần dương quan, những bia anh linh này đã bỏ ra một khoảng thời gian. Mễ Kinh Luân chậm rãi bước đến dùng tay sờ từng cái tên được khắc trên bia anh linh hai hàng nước mắt không tự chủ mà rưng rưng đẫm lệ. Bên trên đó là những cái tên anh hùng của nhân tộc, những người đã hy sinh tính mạng để có thể giữ lại cho nhân tộc một tia cơ hội. Nhưng bấy lâu nay toàn bộ những thứ này đều bị mặc tộc chiếm giữ, giờ đây có cơ hội lấy lại được. Mễ xoái hai mắt rưng rưng nhìn về Dương Khai vô cùng cảm kích, sư đệ, đệ có lòng rồi. Có một tòa quan ải như vậy, sau này hành động của Tổng Phủ Tư cũng sẽ tiện hơn rất nhiều, không cần phải cố thủ một nơi. Hơn nữa, bây giờ ta đã thăng cấp lên cửu phẩm rồi, hỗ trợ cho hùng quan này chiến tranh sau này nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn đáng tiếc không thể đem về nhiều hơn đúng rồi trung tâm của thuần dương quan không bị mất chứ không mất trung tâm của các quan ải lớn đều ở bên chỗ của tiếu tiếu sư tỷ quay về tìm cô ấy hỏi một chút là biết rồi chỉ là thứ này khi sửa e rằng phải tốn không ít vật tư dù sao năm đó nhân tộc không rút về bất hồi quan không những là đem trung tâm đưa đi bố trí các loại bí bảo ở trên quan ải có thể đem đi thì đem đi không đem đi cũng hủy hoại để tránh bị mặc tộc lợi dụng. Cho nên lúc này thuần dương quan chính là một cái hộp trống rỗng, muốn phát huy được toàn bộ uy năng của nó, nhất định phải có một sự cải tạo lớn. Vật tư tiêu hao đúng là không dám tưởng tượng, đặc biệt là vật tư trước mắt của nhân tộc vốn dĩ không đủ, nói một cách đơn giản, chỉ một chữ nghèo. Anh khai miệng nở nụ cười tươi, sư huynh, ta còn có một món đồ muốn cho huynh xem đây. Ồ, cái gì mà cứ thần thần bí bí vậy hả? Dương Khai từ trong tay lấy ra một chiếc nhẫn không gian, quên nói với sư huynh rồi, ta từ bên mặc tộc không chỉ đưa về thuần dương quan, còn có những thứ này. Có bao nhiêu vậy, không đến 2.000 vạn phần vật tư tương đương với tài nguyên ngũ phẩm, cái, cái gì cơ. Chuyện như vậy mặc tộc cũng đồng ý với ngươi được sao, nếu như không phải những chiến tích xuất sắc trong những năm nay của Dương Khai. Mình thật sự nghi ngờ hắn và mặc tộc có phải là có giao dịch gì không thể để người khác biết hay không. Muốn không đồng ý sao, thế thì cũng không đến lượt bọn họ nói rồi dương khai ném chiếc nhẫn không gian về phía mễ kinh luân mễ soái hai mắt sáng rực lên vội nhào người bắt lấy nhẹ nhàng như bắt bảo vật có nhiều vật tư như vậy cuối cùng cũng không cần phải giàu dĩ nữa rồi số lượng của vật tư này đúng là quá khủng bố một chút rồi cai ngay sau đó trên đường xá tấp nập của tinh giới lăng tiêu cung một thân ảnh cơ bắp cường tráng bước đi khiến bao chị em tâm hồn siêu vẹo hai chân như nhũn ra phải lấy một cái rổ lớn hứng dưới chân triệu luân bát phẩm khai thiên, cũng không biết chủ tướng gọi về là có chuyện gì không nữa. Đến lăng tiêu cung được vài lần, mấy tòa bí cảnh mà đạo chủ để lại, nhưng phàm là đệ tử xuất thân hư không đạo trường đều đã từng rèn luyện ở trong mấy tòa bí cảnh kia, thu hoạch rất nhiều. Những năm nay mình ở trên chiến trường lập ra không ít công lao, cũng đã từng dẫn dắt các tướng sĩ dưới trướng xung trận giết kẻ địch, làm qua hành động vĩ đại lấy được đầu của thượng tướng kẻ địch trong vạn quân. Nhưng cho dù là có danh tiếng, nhưng cách đạo chủ năm đó vẫn còn kém xa. Ai? Khi còn là đế tôn cảnh thì cảm thấy đạo chủ thực lực mạnh Bây giờ tu vi của bản thân càng cao lại càng có thể cảm thấy lão nhân gia ông ấy thâm sâu không lường trước được Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại đạo chủ lần nữa rồi là triệu luân sư huynh Bên trong đại sảnh lăng tiêu cung triệu luân sư huynh qua bên này Thì ra là như vậy đệ tử nhận được mệnh lệnh của tổng phủ tư không chỉ có một mình ta Có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc xem ra lần này bị gọi về đều là đệ tử xuất thân từ hư không đạo trường, hơn nữa tất cả đều là tinh thông không gian pháp tắc. Đây là triệu sư huynh, có lẽ các người đều quen nhau, đương nhiên, chiến tích của triệu sư huynh đều rất bái phục. Bắt chợt triệu luân đưa ánh mắt nhìn qua một nữ tử tóc xanh váy hồng, không ai khác chính là tứ tam nương của phượng tộc, bộ ngực căng tròn. Mái tóc ba màu vô cùng khác biệt khiến cho ánh mắt của triệu luân không tự chủ mà nhìn có chút si mê, triệu sư huynh, huynh sao vậy? Tứ Nương cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ thì che miệng khẽ cười khiến cho bộ ngực phập phồng lên xuống. Vô số ánh mắt của đám nam tử đồng thời nhìn tới mà thất thần. Đúng lúc này, không gian lóe lên, thân ảnh của Lý Vô Y cùng Miêu Phỉ xuất hiện, bọn họ đến rồi. Đại sư huynh, Miêu đại sư huynh, Lý sư huynh, các vị đều là tinh nhuệ trong các đại quân đoàn, cũng đều xuất thân ở hư không đạo trường, tinh thông đạo không gian. Hôm nay triệu tập các vị và các bằng hữu của phượng tộc đến nơi này, chủ yếu là ý của đạo chủ các ngươi, Ta chỉ là bị kéo vào thôi. Ta mới là người bị kéo vào đấy, một đám người tinh thông đạo không gian, một người không tu luyện đạo không gian như ta có nhìn như thế nào cũng không hòa nhập vào được. Các vị đều là ở các quân đoàn rút về đây, đối với tình hình trước mắt có hiểu biết được bao nhiêu, nói tóm lại, bởi vì những việc làm của đạo chủ các ngươi ở Mộ Ngũ vực đem đến uy hiếp rất lớn, bên mặc tộc rất sợ. Bọn họ đem tất cả Ngụy Vương chủ rút về bất hồi quan, các đại quân không chịu nổi một đòn quân đoàn của nhân tộc chúng ta đánh đâu thắng đó, giết vô số kẻ địch, thu phục tam thiên thế giới chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà mọi người cũng không thể vui mừng quá sớm, Ngụy Vương chủ và lượng lớn lãnh chúa vực chủ rút lui trước, hiện tại mặc tộc cho dù tổn thất có lớn cũng không bị gãy chân gãy xương, nhiều nhất cũng chỉ là vết thương ngoài da. Phiên phức thật sự là các cường giả của mặc tộc, không đánh chiếm bất hồi quan, mặc tộc rồi cũng có một ngày nào đó sẽ quay lại. Cho nên thắng lợi của tam thiên thế giới không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Hơn nữa cho dù đánh chiếm bất hồi quan, Mạc Họa cũng mãi mãi chưa loại bỏ được. Bổn tôn của Mạc bị phong trấn ở trong sơ thiên đại cấm mới là ngọn nguồn thật sự của Mạc Họa, chỉ có chém chết nó, nhân tộc mới có thể yên ổn thật sự. Sư Huynh, đạo chủ triệu tập chúng ta đến đây, lẽ nào là muốn hội tụ sức mạnh của chúng ta, viễn trinh đột kích, đánh thẳng vào xà huyệt của kẻ địch ư? Đúng vậy, những người ngồi ở đây cho dù là các sư huynh sư tỷ của hư không đạo trường, hay là phượng tộc đều là tinh thông không gian pháp tắc. Ồ. Ngoại trừ miêu đại sư huynh ra, miêu phỉ đang nghe chăm chú bỗng nghe thấy lời này mà sắc mặt tối sầm lại. Không nhắc tới ta không được sao hả? Ta cũng chỉ là một ngoại lệ hi hữu bé nhỏ thôi mà, cứ xem ta là người vô hình đi có được hay không? Có biết nói như vậy ta sẽ rất tổn thương không? Đây ngược lại cũng không phải. Đạo chủ của các ngươi nói rồi, sau khi thu phục tam thiên thế giới, hai tộc nhân và mặc có khả năng sẽ có một thời kỳ yên ổn tạm thời ngắn ngủi mà nhân tộc muốn giành được chiến thắng thì nhất định phải nghĩ cách lấy lại bất hồi quan rồi viễn trinh sơ thiên đại cấm như vậy sẽ có một cơ hội sống sót nhưng mà tạm thời chưa nói sơ thiên đại cấm bất hồi quan đường đi xa xôi sư huynh nói rất đúng cho nên đạo chủ của các ngươi có ý muốn xây dựng một hư không vệ muốn điều nhóm tinh nhuệ tinh thông đạo không gian các ngươi đi mượn không gian pháp trận trải sẵn một vài đường hầm từ hậu phương đi thẳng lên tiền tuyến của chiến trường thì ra là như vậy chả trách triệu tập chúng ta và nhiều đệ tử tinh thông đạo không gian như vậy đúng vậy nếu như mượn đường hầm truyền thống của không gian pháp trận thật sự là có thể làm được rồi liên hệ giữa hậu phương và tiền tuyến sẽ trở nên cực kỳ chặt chẽ hơn đây là một công việc cực kỳ lớn tài nguyên bỏ ra không phải là số ít đúng không sư huynh nếu như đã muốn xây dựng hư không vệ vậy cụ thể nên làm thế nào xin sư huynh hãy chỉ thị chúng ta xin nghe theo mệnh lệnh và hành sự là được xây dựng hư không vệ đã bẩm báo lên phía tổng phủ tư rồi trên đường các vị quay lại đã đăng ký rồi, trước mắt các vị cũng xem là người của hư không vệ rồi. Bao gồm cả các vị bằng hữu của phương tộc. Ồ, đã hiểu rồi. Tiếp theo, nhiệm vụ đầu tiên của hư không vệ, ý sư huynh chỉ là Là Càn Khôn Điện, gần như mỗi một tòa đại vực đều sẽ có Càn Khôn Điện của bản thân, mặc tộc trước đó đã chiếm cứ tam thiên thế giới, có một vài Càn Khôn Điện bị hủy rồi, đại đa số đều đã giữ lại rồi, nhiệm vụ của các vị chính là đi về đại vực của các nơi đem những càn khôn điện bị thất lạc thu thập lại, dùng càn khôn điện làm vật dẫn, bố trí không gian pháp trận. Càn khôn điện ư, không tệ, do những người chúng ta đi tìm kiếm càn khôn điện bị thất lạc là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta tinh thông đạo không gian, đi đường nhanh hơn người khác, có thể tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Miêu Phi Bình lấy ra một cuốn ngọc giản bắt đầu điểm danh, hoa đồng, đó. Đi theo tuyến đường đã được đánh dấu đến những đại vực kia để tìm kiếm, Nói rồi Miêu Phi bình ném tới cho nữ tử tên Hoa Hồng một tấm bản đồ. Đi nhanh về nhanh, rõ. Triệu Luân, ó, cứ như vậy, từng mệnh lệnh không ngừng được phân phó xuống, rất nhanh sau đó bên trong đại điện chỉ còn lại thân ảnh của Lý Vô Y và Miêu Phi. Miêu huynh, bên này giao lại cho huynh rồi, ta cũng phải xuất phát rồi, sư huynh yên tâm. Đúng rồi sư huynh, có biết đạo chủ bây giờ đang ở đâu không? Trước đó ta đã hỏi qua Hoa tổng quản, cô ta nói đạo chủ khoảng thời gian này vẫn chưa quay lại. Nghe nói Dương đại nhân và Cửu phẩm khác đã cùng nhau đi Không Chi vực rồi, cụ thể có phải hay không ta cũng không biết rõ. Không Chi vực ư, đạo chủ đi đến nơi nguy hiểm như vậy để làm gì nhỉ? Ha ha, có lẽ là đang bận rộn. Cùng lúc đó tại hư không Không Chi vực, một đám cửu phẩm cường giả đang tế ra năng lượng mạnh mẽ của bản thân vây quanh tên cự thần linh màu đen số 1. Cố uy thế mà một cự thần linh tỏa ra khiến cho cả đám cửu phẩm cường giả có chút chịu không nổi. Âu Dương Liệt con hàng này là người đầu tiên không nhịn được hét ẩm lên. Dương Khai, xong chưa vậy hả? Anh Khai ở một bên đang ngưng tụ công kích mạnh mẽ kết hợp tế ra tịnh hóa chi quang, giao lại cho ta đi. Khi thế quanh thân tên cự thần linh màu đen số một bùng lên phá tan cầm cố của đám người tiếu tiếu, các ngươi đây là làm chuyện vô ích. Nhưng đúng lúc này, công kích của Dương Khai ngưng tụ đã xong. Một đạo ánh sáng bạch quang từ nơi xa ẩm ẩm bay đến tấn công thẳng vào mặt cự thần linh màu đen số một, bây giờ còn chặn lại được nữa không hả? nhưng công kích của anh khai không có nhiều tác dụng cho lắm. bàn tay to lớn của tên cự thần linh màu đen vung ra hướng về anh khai mà đập tới, rồi mũi phiền phức, đi chết đi. thời khắc nguy cấp, cả đám cửu phẩm cường giả vội vàng một lần nữa tế ra công kích của bản thân hướng về tên cự thần linh màu đen số một đánh tới. nhưng tên cự thần linh này vô cùng căm thù dương khai, hắn quyết chịu đau vẫn cố tát xuống một tát kia. đúng lúc này, một khuôn mặt to lớn dơ ra đỡ thay dương khai một tát vô cùng khủng bố, a à đại. A Đại ăn một tát mặt mày tối sầm mũi miệng phun máu tươi. Dương Khai thấy thế vung ra thương long một kích cũng đánh thẳng vào mặt tên cự thần linh màu đen số 1. Nhưng cùng lúc đó, trận chiến ở phía xa xa, A Nhị vốn đang ẩu đả với tên mặc sắc cự thần linh số 2. Bất chợt tên này không giao đấu với A Nhị nữa mà hướng về trận chiến bên này lao tới, cẩn thận. Dầm một tiếng, tên cự thần linh màu đen số 2 một quyền đánh lén sau lưng A Đại khiến cho A Đại chật vật lùi lại một đoạn về nơi xa, bị thương không hề nhẹ. Nhưng cơ hội đó, hai tên mặc sắc cự thần linh này không hề ham chiến mà đồng thời hướng về phía vực môn giữa không chi vực và bất hồi quan chạy đi, nguy rồi, bọn họ sắp chạy trốn rồi. Dương Khai không có thời gian suy nghĩ liền mở ra trạng thái long hóa hóa thân thành thánh long hướng hai tên cự thần linh đuổi theo. Nhưng sức lực của một mình hắn đối diện với hai quyền đồng thời của hai tên cự thần linh lại bị đánh bay ra xa, còn hai tên cự thần linh màu đen không hề dừng lại mà hướng vào vực môn đang bị phong ấn đâm tới. Bùm bùm hai tiếng phong ấn vực môn như một tờ giấy mỏng tức tốc bị phá vỡ, nguy rồi, cửa vực đã mở ra rồi. Đám người đang định đuổi theo giữ chân bất chợt từ vực môn bên kia vô tận mặc chi lực đồng thời tỏa ra. Manaza dẫn theo cường giả mặc tộc đã chờ sẵn ở bên đó dùng ánh mắt giữ tợn nhìn chằm chằm bên này, ngươi còn kém xa lắm, dương khai. Không còn cách nào đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên cự thần linh màu đen xuyên qua vực môn chạy về bất hồi quan, thật là đáng tiếc, lại để cho bọn họ bỏ chạy rồi. Âu Dương Liệt đưa tay lên gãi gãi đầu, năm đó các lão tổ kia làm thế nào mà chém chết cái tên biến thái cự thần linh màu đen này vậy? Trận chiến đó có một vài vận may mà thôi, dựa theo tình huống canh gác thì không giống, mặc tộc đã có chủ ý muốn hy sinh mặc sắc cự thần linh kia. Không sai, hơn nữa trận chiến kia cũng chết mấy vị lão tổ cửu phẩm. Cửu phẩm của nhân tộc chúng ta vẫn là quá ít, bây giờ có thể xuất chiến cũng không nhiều. Tính thêm mễ kinh luân không ở chiến trường cũng chỉ có tầm 8 người mà thôi, nếu so với năm đó khoảng cách quá lớn. Ai, đám người nhìn nhau thở dài ngao ngán, còn phía bên này anh khai của chúng ta đang hướng a đại và a nhị dặn dò, nhớ chưa hả? Các ngươi không được đi đâu hết, cứ ở lại đây mà đợi, nếu như đối diện mở cửa ra, các ngươi cứ đánh bọn họ, đánh cho bọn họ quay về. A nhị một bộ dạng ngốc nghếch không hiểu đưa ngón tay lên miệng mút mút như trẻ con thèm sữa làm cho anh khai vô cùng bất đắc dĩ nhưng rất may là có a đại ở một bên còn có một chút thông minh do được anh khai chỉ dẫn từ rất lâu về trước nhớ rồi a à, a à cái gì sao vậy hả bất chợt hai thanh âm hét lớn ầm ầm khiến cho màng nhĩ của dương khai như muốn nổ tung a nhị cùng a đại như trẻ con đòi ti ủy khuất mà hét đói rồi đói messi mốt côi. dương khai tự vỗ mặt mình vô cùng bất đắc dĩ cùng đau đầu ai được rồi người ta với mặc sắc cự thần linh ở không chi vực đánh nhau trong thời gian dài như vậy tiêu hao rất lớn đói cũng có thể hiểu được. Tộc của cự thần linh dùng càn khôn chết đi làm đồ ăn, nhưng bây giờ cả tam thiên thế giới đều đã bị mặc chi lực làm xâm nhiễm, càn khôn còn sót lại cũng đã bị hủy. Ta nói cho các ngươi biết, mặc tộc đem tam thiên thế giới làm cho thành một mớ hỗn loạn, tất cả càn khôn đều đã bị hủy rồi, sau này các người e là khó mà tìm được đồ ăn. Lời vừa ra, hai khuôn mặt to lớn kia đã trở nên ỉu xìu không còn sức sống, vô cùng đáng thương, anh khai nhìn mà cũng không nỡ bèn vội nói tiếp cho nên nếu như không muốn đói bụng thì phải giải quyết mặc tộc trước, đợi giải quyết xong mặc tộc, ta sẽ đưa các người đi vào sâu trong mặc chi chiến trường, ở trong hư không, có vô số càn khôn không đếm hết, các ngươi muốn ăn thế nào thì ăn. vừa nói xong đã nghe tiếng hét vô cùng hăng hái của A Nhị, A Nhị bị anh khai nói sẽ có đồ ăn liền trở nên vô cùng máu chiến, nắm tay siết chặt không ngừng đấm mạnh xuống đất như khỉ đột, giết mặc tộc. đúng, giết mặc tộc, chỉ để tiêu diệt bọn họ, các ngươi nhất định phải giữ ở đây tuyệt đối không để bất một mặc tộc nào đi vào, nhớ chưa? U hú, giết giết, mặc tộc, hai người A nhị A đại hướng về vực môn mà đi, anh khai sau một phen đàm phán mệt nhọc liền lau đi mồ hôi. Bất chợt hắn quay đầu nhìn lại đã bắt gặp ánh mắt chứa đựng ôn nhu cùng pha vào một chút tương tư của tiếu tiếu, sao thế? Bộ dạng vừa nãy của ngươi giống như là một người xấu cầm cây kẹo hồ lô đi lừa con nít vậy, ồ, đó là lão tổ nào đó, thích ăn kẹo hồ lô và bánh bao sao? Lời vừa ra bàn tay ngọc của tiếu tiếu đã vươn tới túm lấy tay hắn mà véo, giỏi lắm, cánh mọc cứng rồi đúng không, bây giờ còn dám nói chuyện với ta như vậy cơ đấy, Ây ra, lão tổ thủ hạ lưu tình à. Hừ, xem như tiểu tử ngươi cũng biết điều, đúng rồi, phải làm phiền võ sư huynh tiếp tục tọa chấn nơi này. Bại quân của mặc tộc có lẽ có thể là chạy trốn về nơi này, ngoài ra bên bất hồi quan cũng cần phải đề phòng, không ai canh giữ, chỉ dựa vào A đại và A nhị thì không được an toàn cho lắm, ngươi yên tâm phiền phức của không chỉ vực cũng xem như đã giải quyết rồi bước tiếp theo nên quay về bất hồi quan với tình hình trước mắt mà thấy nhân tộc mất đất chỉ cần thêm một vài năm tháng nữa bên nhân tộc nhất định có thể xuất hiện thêm một vài cửu phẩm cho nên thời gian kéo dài càng dài thì sẽ có lợi với nhân tộc hơn trải qua trận chiến này cuối cùng cũng cảm nhận được khoảng cách thực lực với mặc sắc cự thần linh rồi nếu như tu vi của mình có thể đạt đến cửu phẩm đỉnh phong có phải cũng có thể đánh solo với một mặc sắc cự thần linh không nhỉ tích lũy của cảnh giới cửu phẩm cần thời gian rất dài cho dù là giống như tiếu tiếu lão tổ một thiên tài như vậy thăng cấp cửu phẩm cũng phải qua một vạn năm nhưng vẫn chưa tu hành đến đỉnh phong nhưng mà mình cũng có ưu thế thuộc về riêng bản thân nghĩ tới đây dương khai cùng đám người tiếu tiếu liền rời đi không chi vực trở về tam thiên thế giới thời gian trôi qua tiểu càn khôn của ta là gấp 10 lần ngoại giới hơn nữa ta vẫn đang ở trong tiếu càn khôn nuôi dưỡng rất nhiều sinh linh và tiểu thạch tộc không ngừng tăng cường cho thực lực của mình ngoài ra có thế giới thụ cây con ở đây thiên địa vĩ lực ở trong tiểu càn khôn của ta còn tinh thuần hơn rất nhiều so với cửu phẩm cho nên uy lực ta phát huy ra cũng càng mạnh hơn đây chính là nguyên nhân mà nội tình của ta càng lúc càng ngưng thực thực lực càng lúc càng mạnh hơn nhưng như vậy vẫn chưa đủ nếu như muốn nhanh chóng tu hành đến cửu phẩm đỉnh phong còn cần phải luyện hóa nhiều tài nguyên hơn dương khai lấy ra rất nhiều khai thiên đan hạ phẩm không chút do dự mà ngửa đầu đổ vào miệng nhai như nhai kẹo sau đó tiếp tục luyện hóa hấp thu tinh giới của lăng tiêu cung nhiều ngày sau trên bầu trời ngày hôm nay bất chợt một cỗ thiên địa vĩ lực từ khắp nơi hội tụ mà tới trên một ngọn sơn phong cao vút một con sông trường hà xuất hiện tức tốc mở rộng bao trùm một mảnh trời biến cố này khiến cho vô số ánh mắt đồng thời tập trung đến đám đại đế đương nhiên là cảm thụ rõ rất nhao nhau xuất quan kiểm tra xảy ra chuyện gì vậy nhỉ mọi người cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn của dị biến thì bắt gặp thân ảnh dương khai xếp bằng ngồi bên trong cỗ năng lượng kia thời không trường hà vờn quanh càng ngày càng trở nên thâm thúy. Hai thân ảnh từ xa cùng lúc bay tới, bay kiến mấy vị tiền bối, bên trái là đại đế vừa mới sinh ra, phong lôi, bên phải là đại đế vừa mới sinh ra, xích tiêu, thiên khu cùng băng vũ đại đế chết đi để lại cơ hội phát triển cho hai vị đại đế mới của tinh giới, a à, các ngươi cũng đến rồi à. Mỗi một đóa bọt sóng cuộn lên đều hiện rõ đại đạo chi lực, khiến người khác xem phải thở dài, trong lòng cũng có cảm ngộ, Dương Sư Huynh đây là đang làm gì vậy? ta cũng không biết nữa, ồ, đến ngay cả các tiền bối kiến thức rộng đều không biết, xem ra là không đơn giản. Mặc dù không biết hắn đang còn làm cái gì, nhưng hiển nhiên là thủ bút lớn rồi, phí lời, nhìn là biết thôi. Rất nhanh sau đó, Dương Khai ngón tay khẽ búng ra, thời không trường hà lập tức xoay tròn thành một vòng xoáy khiến cho vùng không gian xung quanh trở nên không ổn định. Dương Khai quát lên một tiếng, trước mặt đám người bỗng xuất hiện một cánh cửa thông đạo, cửa vực ư, hình như không phải ngươi đừng quên ba tòa bí cảnh của lăng tiêu cung, đúng hay không hỏi là biết rồi. Thân ảnh của hoa ảnh đại đế tức tốc bay tới, dương khai, đây là bí cảnh sao, ừm, là bí cảnh vạn đạo, bí cảnh vạn đạo ư, có tác dụng gì? Ta ở trong càn khôn lư thu hoạch được một vài đại đạo chi lực tinh thuần, bản thân tạm thời không dùng đến, đều đặt ở bên trong, nếu như các ngươi cần có thể đi vào trong đó luyện hóa mà lấy, tăng tiến tu vi đại đạo của bản thân. Cái gì? Tăng tiến tu vi đại đạo của bản thân ư, không sai, các vị nếu như thấy hứng thú chi bằng đi vào trong xem thử. Ha ha, vừa hay cũng có ý này, nói rồi đám người do Thiết Huyết dẫn đầu nhau nhau xông vào bên trong bí cảnh mà anh khai mới khai mở ra. Lần này vì để chế tạo ra bí cảnh Vạn Đạo, mình đã đem uy năng của thời Khâu Trường Hà thúc đẩy đến mức độ cao nhất, rồi đem những lực Vạn Đạo chi lực trong tiểu Càn Khôn bị Niêm Phong cũng cho vào trong thời Khâu Trường Hà tạm thời. Khoảnh khắc vừa nãy Thời không trường hà đã xảy ra một vài thay đổi thần diệu, hình như là có thứ gì đó rất kỳ diệu bên trong sắp thành ra. Vô tận trường hà đánh xuyên cả càn khôn lư, vô số đạo mắt thường đều không nhìn thấy, thậm chí thần niệm cùng khó mà phát giác được dòng chảy đang chảy về hướng không gian trong lư. Có thể nói càn khôn lư có thể khai thiên tích địa, vô tận trường hà là nguyên nhân căn bản. Vô tận trường hà có thể diễn hóa ra càn khôn, xây dựng ra thiên tượng. Vậy thời không trường hà thì sao? Có phải là cũng được đúng không? trong nháy mắt này dương khai như chìm vào bên trong một tia cảm ngộ huyền bí kia trước mặt hắn đại đạo trường hà vờn quanh đây là thời không hỗn loạn bên trong thời không hỗn loạn xuất hiện một vài hình ảnh manaza mình đang chiến đấu với hắn ư sau cùng manaza chết mặc vực ôm theo thi thể của hắn chạy đi thời khôn hỗn loạn lại diễn biến rồi một hình ảnh khác xuất hiện nhân tộc thắng rồi là từ lúc nào bất chợt sau lưng một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên ngươi cũng phải chết dương khai nhìn lại là hình ảnh của chính bản thân hắn dương khai ngươi phải chết anh khai vô cùng nghi hoặc tại sao bản thân mình lại nói bản thân mình phải chết chứ tiếp đó thanh âm của tô nhan vang lên dương khai tô nhan đứng trên tường thành nhìn về nơi xa ánh mắt chứa đựng ôn nhu sen lẫn sự bi thương ta tin ngươi nhất định sẽ quay lại chậc những cảnh tượng này không phải là cảnh tượng trong ký ức của ta bọn nó là tương lai ta dự đoán tương lai ư ừ. tiếp đó lại một chuỗi hình ảnh hiện ra Thánh Long Phục Quảng cơ thể đầy, dễ vết thương nằm chết ở mặt đất, Phục Quảng ư, sao lại như vậy được chứ? Hình ảnh qua đi, lần này là, quan ải hướng tới nơi sâu của hư không ư, bất chợt trên quan ải từng tiếng thét hoảng sợ thê lương vang lên, mau chạy đi, hắn đến rồi. Dương Khai hơi nhíu mày, lẽ nào phía sau còn có vương tộc mới được sinh ra sao, nhưng rồi đồng tử trong mắt hắn chợt co rút lại. Trước mắt HA không ai khác chính là bản thân hắn, hai mắt đỏ rực chứa đựng vô tận sát ý, một tay cầm theo thương long thương tay còn lại là đầu lâu của một vị cường giả nhân tộc máu tươi từ trên tay tong tong rơi xuống cảm giác áp bức đó kinh sợ đó dương khai kinh hãi từ bên trong thời không hỗn loạn tỉnh lại hắn vô lực ngã bịch ra đất thở hồn hển lực đại đạo của mình tiêu hao nghiêm trọng xem ra dự đoán thấy rõ thiên cơ vừa nãy không phải là không trả giả năm đó cảnh tượng dự báo ở bên ngoài đại hải thiên tượng cuối cùng thật sự đã xảy ra mình đã thành công dùng tu vị bát phẩm khai thiên chém chết vương chủ mặc tộc nhiều năm truy sát mình. Nhưng dự báo lần này lại khiến cho mình có chút khó chấp nhận, nghĩ tới ánh mắt bi thương đó khiến trong lòng Dương Khai như siết chặt lại, tô nhan. Tương lai bên ngoài sơ thiên đại cấm nhất định sẽ có một trận khổ chiến, hai tộc nhân mặc đều sẽ quyết sinh tử ở đó. Chuyện liên quan đến chiến sự tồn vong sinh tử của một tộc, mình sớm đã chuẩn bị tâm lý nhân tộc không địch lại rồi. Nếu như ngày đó xảy ra, mình vốn dĩ là dự định dẫn dắt nhân tộc còn sót lại chạy trốn đến điểm cuối thiên địa. Sau khi nghỉ ngơi dường sức sẽ quay lại. dù sao tam thiên thế giới bây giờ cũng không có gì là không nỡ vứt bỏ. nhưng vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng kia rốt cuộc là sao? tại sao ta lại bị mặc hòa chứ? lẽ nào bổn tôn của mặc đã ra tay với mình ư? hừ, chết tiệt. nếu như thật sự là chuyện xảy ra trong tương lai, mình chỉ có thể tự tay đi phá vỡ nó. cho dù có như thế nào. Lão tử tuyệt đối cũng không muốn biến thành bộ dạng quỷ quái kia. Nửa ngày sau, Dương Khai một lần nữa tiến vào thời Không Trường Hà tiếp tục tham ngộ, lần này không có cảnh tượng thời không hỗn loạn gì. Bất chợt tại một góc của thời Không Trường Hà bắt phát hiện ra một cỗ đại đạo chi lực khác biệt, vung tay chụp lấy quan sát, hai mắt hắn chợt sáng rực lên, đây là, rất nhanh sau đó Dương Khai liền tiến vào trạng thái tham ngộ. Thời gian trôi qua, một ngày này từ bên trong bí cảnh Vạn Đạo, thân ảnh của Thiết Huyết Đại Đế lao ra cười lên sảng khoái đồ tốt a. À. Thu hoạch của ta không nhỏ, có bí cảnh này, thực lực của nhân tộc e rằng sẽ tăng trưởng, tên Dương Khai này, thật đúng là luôn luôn cho người khác bất ngờ. Nghĩ đến Dương Khai thiết huyết nheo mắt tìm kiếm xung quanh, ế, hắn đâu rồi nhỉ? Nhìn lên bầu trời một dòng sông chảy rộng bao trùm một mảnh trời, thời không trường hà sao? Cũng không biết Dương Khai hắn đi đâu rồi, thôi bỏ đi, không đi làm phiền hắn nữa, mình sẽ ngồi ở đây tu luyện để đợi hắn. Vài ngày sau, từng thân ảnh từ bên trong bí cảnh lao ra hai đại đế mới của tinh giới là phong lôi cùng xích tiêu tu vi đều tấn thăng bát phẩm chúc mừng chúc mừng cái này cần phải cảm ơn dương khai sư huynh chúng ta muốn cảm ơn trước mặt huynh ấy ủa dương khai huynh đi đâu rồi hình như hắn đã đi bế quan rồi từ khi ta ra ngoài thì không thấy bóng dáng đâu hồng trần đại đế hướng mắt lên trường hà trên bầu trời cười nói nhìn bộ dạng của hắn hình như là đã tham ngộ được gì ở bên trong đó rồi ngược lại không cần phải làm phiền Vậy bí cảnh Vạn Đạo này xử lý thế nào đây, báo lại với Tổng phủ tư, nếu như hắn vào lúc này chế tạo ra được bí cảnh Vạn Đạo, nhất định cũng có ý giúp đỡ nhân tộc. Nhưng mà lực đại đạo ở bên trong đó mặc dù là dồi dào, nhưng cũng không phải là vô tận, để cho Mễ Soái đưa ra quyết định, có thể để một vài người có tiềm lực lấy chiến công để đổi xuất đi vào lịch luyện. Ta đồng ý, đây ngược lại là một phương án xử lý không tệ, thế thì ta sẽ đi đến Tổng phủ tư một chuyến. Được, ta sẽ canh giữ bên này các người cứ đi trước đi, ha ha ha, không thành vấn đề. Chuyện của bí cảnh vạn đạo được lưu truyền, gây ra hứng thú cho không ít cường giả của nhân tộc. Nhưng giống như Chiến Vô Ngấn đã nói, lực vạn đạo ở trong bí cảnh vạn đạo mặc dù là dồi dào, nhưng cũng không phải là dùng không bao giờ hết. Trong sảnh nghị sự, mê soái đưa ra quyết định, cho nên phải nắm bắt người có tư cách đi vào trong lịch luyện mới được. Hơn nữa bên Tổng Phủ Tư gần đây đang còn triệu tập người sửa chữa lại thuần dương quan đem về, vật tư cũng tiêu hào rất lớn nếu như không phải sư đệ lợi dụng mặc tộc chuyện sửa quan ải này thật đúng là khó mà tiến hành được thời gian trôi qua lối vào của bí cảnh vạn đạo không ngừng có người đi vào đi ra mỗi một người đều lấy được rất nhiều thu hoạch trong bí cảnh vạn đạo tất cả mọi người đều biết dương khai chính là bế quan tu hành trong thời không trường hà này cho nên mỗi một võ giả đến đây đều sẽ quỳ bái về hướng con sông lớn thời gian 3 năm trong chớp mắt đã trôi qua trong 3 năm này tam thiên thế giới căn bản là đã yên bình. Những quân lính thất bại của mặc tộc dưới sự tìm kiếm của các đại quân căn bản là không thể chạy trốn, đều đã được tìm ra, từng đại quân chinh chiến quay lại, hưởng thụ thắng lợi to lớn, nghỉ ngơi. Các tướng sĩ của hư không vệ xuất phát cũng lần lượt quay lại. Lý Vô Y dẫn dắt chưa đến 200 tướng sĩ của hư không vệ và nhiều người được bên tổng phủ tư điều động bắt đầu sửa chữa càn khôn đem về. Lấy pháp trận nguyên bản của càn khôn điện làm căn cơ, xây dựng pháp trận không gian một ngày này bên cạnh bí cảnh vạn đạo một đám người hưng phấn chuẩn bị tiến vào bí cảnh chờ đợi đã rất lâu cuối cùng cũng sắp đi vào bí cảnh rồi lần này lịch luyện có lẽ là còn có thể có thu hoạch không tệ đám người quỳ bái trước thời không trường hà mong muốn anh khai phù hộ hy vọng sau khi ra ngoài ta có thể thăng cấp tu vi đúng lúc này thời không trường hà từ từ giãn ra lộ ra một thân ảnh nam tử kia là ta ngoài rồi đây tham ngộ lần này có thể nói là thu hoạch rất lớn trên trình độ của các đại đạo đều đã có tiến bộ, đặc biệt là thời không đại đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến tầng thứ 9. Dương Khai vươn vai một cái mới chợt chú ý tới có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm lấy mình, khuôn mặt dày như tường thành của hắn có chút không nhịn được mà đỏ lên, "Ấy, xin chào, xin chào, xin chào mọi người." Ha 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 ha. Không dám dừng lại lâu thân ảnh của hắn liền tức tốc đáp xuống vị trí đang ngồi tĩnh tu của Hồng Trần Đại Đế, làm phiền chăm sóc lâu như vậy, vất vả rồi không có gì vất vả hết, huống hồ. Canh các ở đây cũng có thể nhìn thấy được phong cảnh rất đẹp, anh khai nghe vậy đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Hồng Trần. Hắn phát hiện thì ra con hàng này ngồi ở đây là để ngắm những đôi bồng đào cao vút của đám nữ tử chờ đợi tiến vào bí cảnh. Chật, quá vô sỉ rồi đi, trước đây nhìn trộm hoa ảnh đại đế tắm bị đánh còn chưa trừ cơ mà, hừ hừ. Đúng rồi, mễ xoái nói đợi ngươi xuất quan thì đi tìm hắn một chuyến, có việc muốn thương lượng với ngươi, còn có tên tiểu tử Lý Vô Y, vẫn luôn oán trách ngươi không quản chuyện, rảnh rỗi thì đi giúp hắn đi. Ta hiểu rồi, thế thì ta đi trước đây, được rồi, lần này không có người làm phiền ta ngắm mỹ nhân nữa rồi, ha ha ha. Đám nữ tử ở phía xa nghe lời nói của Hồng Trần như vậy sắc mặt cũng đỏ lên, hơn dỗi trách móc một tiếng cho có lệ, đáng ghét. Rất nhanh sau đó Tổng Phủ Tư, Mễ Sư Huynh, Dương Khai vừa tới đã thấy Mễ Soái hai mắt thâm đen như gấu trúc vô cùng đáng thương, sư đệ, đệ đến rồi, à rể, Mễ Huynh ngươi sao vậy hả? Khụ khụ, mặc dù không có chiến sự nhưng mà còn rất nhiều chuyện khác, bên cạnh ta cũng không có một trợ thủ đắc lực. Nếu như ngươi không có chuyện gì, ấy mà, thì đến tổng phủ tự giúp đỡ. Thôi đừng, tìm ta chi bằng hãy tìm hạng sư huynh, hắn nói là sắp bế quan rồi. Âu Dương sư huynh thì sao, cũng bế quan luôn rồi, vậy, tất cả đều bế quan rồi. Mễ soái một bộ dạng trầm tư khổ sở than vãn, mọi người đều là cửu phẩm, ta cũng muốn bế quan mà, nhưng ta bế quan thì ai sẽ quản sự vụ lớn bé đây chứ? Khụ khụ, cũng phải có người làm những việc này chứ. Mễ sư huynh là người thích hợp nhất, đừng có áp lực quá lớn. Hừ hừ, bảo anh khai nhà ta quản lý sự vụ, thôi thì thả cắt nốt một bên thận của hắn đi còn hơn. Hết tập 223 review, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ muội nhé. Nhớ để lại ý kiến bên dưới để muội hoàn thiện hơn ở những video sau ạ. À. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, yêu yêu cả nhà, chu cà mo, chụt chụt.